Vlog. Chào mừng mọi người đến với một segment mới gọi là người yêu sắp mua một cái trench coat 170 đô cho em người. Em không thích cái segment này. Anh thích cái segment này. Hello. Đi tìm đồ ăn. Dạ, gió mùa đến rồi, lạnh quá. Và rồi đấy vẫn còn. Dạ, 3 ngày nay em đã tập vlog bằng cái 7 cân này và tay em bây giờ lên bắp. Nếu mà muốn ăn hàng bò thì đi. Mưa rồi. Xuống dưới cùng. Mưa rồi, không còn sự lựa chọn nào khác, đi tìm một hàng ăn nhanh. Ở Hàn thì em thích ăn món gì nhất? Cốp chang, tức là lòng bò. Còn mình thì thích ăn cái thịt bò người ta bán cùng cái đó. Nhưng mà công nhận là cái lòng ở đây nó không bị hôi ấy. Hẹn mọi người ở một bữa ăn lòng. Sure. À, đó, sau một thời gian mình đã rút ra được một bài học, đó là ở Seoul này thì các cái đường lớn như thế này thường là sẽ là các cái lạnh quá. Các cái đường lớn này thường là các cái shop rất là lớn. Ở bên trong ngõ thì sẽ là hàng ăn, kể cả hàng ăn ngon hay là ăn chán hay là hàng ăn nhỏ thì nó cũng sẽ ở trong ngõ. Nếu mà đi đông người ấy, thì đi taxi cũng được. Tại taxi ở đây giá nó sẽ ở 4 giờ đến 3-4 giờ đấy. Thì kiểu chia ra nó vẫn ok. Bây giờ mọi người sẽ đi ra khu Myeongdong, khu mua sắm rất là lớn. Cả mọi người đều quá lạnh, không thể chịu được. Thế nhưng mà mình có thể chịu được cái sức lạnh này. Thậm chí đến anh Hải có rất nhiều mỡ nhưng mà cũng không chịu được. Còn chị Linh thì nghe nói là vừa mới giảm được 1 cân rưỡi mỡ nên là cơ thể nó vẫn chưa đủ thích ứng. Còn Trang xinh đẹp của mình thì lúc nào cũng xinh xắn và dễ thương nên đi mà bảo là bật đèn lên để cho mọi người có thể nhìn thấy rõ mặt hơn. Khu này người ta gọi là underground shopping, tức là ở bên dưới những cái chỗ tàu điện ngầm hay là chỗ để lối đi bộ này, người ta sẽ có các cái shop. Và nếu mà mọi người đến đây mua sắm thì nhớ mắc cả, như là kiểu quần áo, giày dép các thứ ấy. Lần trước bọn mình đi mua một cái dép, đôi dép cho Trang, hình như là 50 đô đúng không em? Bao nhiêu? 39. 39, xong rồi mình mặc cả xuống 25, cũng bán. Kích lô. Mọi người đến với một segment mới của vlog gọi là người yêu sắp mua một cái trench coat 170 đô cho em người. Em không thích cái segment này. Anh thích cái segment này. Okay, đi chọn em. Em đi lên tầng 2 với mình đi. Đây là một tip khác khi đi Hàn, đó là khi ở trên thang máy một người văn minh sẽ đứng tất cả bên trái. À bên phải, có một người không văn minh thì đứng đích đường của tất cả mọi người. Mơ phốt của bạn nhé. Mà thử đi Đức, go for it. Mời các bạn xem Đức mặc trench coat lần đầu tiên. Thì mà lần đầu tiên bỏ cái mũ hoodie ra ngoài. Em mặc đi. Hả? Không, anh mặc đi chứ. Em mặc đi, anh không lạnh như thế. Không thật. Em mua áo khác, em không thích mặc áo này. Thì...
sang đây mà đi taxi ấy, nhớ là chọn đi xe trắng hoặc là xe màu cam ấy. Tại vì sẽ có loại xe màu đen thì nó đắt hơn một chút. Mở cửa xe ra thì giá bắt đầu đã là 3.800 won rồi, nên là đừng có ngạc nhiên. Người ta sẽ đi 1-2 km gì đó rồi nó bắt đầu nhảy số. Nhưng mà số nó nhảy chậm chậm chứ không phải nhảy quá cao. Dạ, nam xã. Anh chị có mang khóa về tiệp chưa? Nghe nói là các cặp đôi hay đến cái tháp đó xong rồi khóa vào nhau. Mình bảo là tại sao không mua khóa về tiệp mang đến xong rồi lấy sơn móng tay tô màu mà tiết kiệm được kiểu vài trăm nghìn. Mọi chuyến đi sẽ không thể nào mà vui nếu mà không có ăn đêm. Chị nấu à chứ không cho vào luôn à? Có cái gì khác cho vào không? Đây là đầu bếp của chúng ta hôm nay. The bay that cannot stand. Ơ em tưởng hồi xưa anh ở Pháp lạnh mà, mùa đông cũng lạnh mà. Nghe đúng kiểu bê họ. Ảnh ai chụp mà đẹp hết. Thế nào? Đây là disclaimer, đây là người yêu của mình. Let's talk about love. Like you and me all night, and let's talk about love. And feel it all right, and let's talk about love.